Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Làm Đẹp Tại Nhà. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ cho các bạn cách làm và đắp mặt nạ tinh bột nghệ. Các bạn thân mến, đắp mặt nạ tinh bột nghệ là một phương pháp làm đẹp cực kỳ hiệu quả mà bất kỳ cô nàng nào cũng đều có thể thực hiện ngay tại nhà. Không chỉ làm trắng da một cách tự nhiên, mặt nạ tinh bột nghệ còn đem đến vô vàn những công hiệu khác như đánh bay sẹo, tái tạo da và đặc biệt là điều trị mụn hiệu quả. Thành phần chính của tinh bột nghệ là curcumin. Đây là một loại hoạt chất màu vàng có tính kháng khuẩn và kháng viêm cực mạnh. Khi được bôi lên da, nó sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn, giảm mụn trứng cá, làm dịu và chữa lành vùng da bị viêm. Do đó, các loại mặt nạ từ tinh bột nghệ thường được sử dụng dùng để loại bỏ mụn, làm liền da và trị sẹo do vết thương. Không những thế, mặt nạ tinh bột nghệ còn giúp làn da trắng sáng rạng rỡ, làm sạch vết thâm và làm chậm quá trình lão hóa của da. Bởi vậy, không quá ngạc nhiên khi đắp mặt nạ từ tinh bột nghệ là một trong những mẹo làm đẹp được rất nhiều chị em ưa chuộng. Sau đây, kênh Làm Đẹp Tại Nhà xin chia sẻ cho các bạn cách làm mặt nạ tinh bột nghệ. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Để thực hiện pha trộn mặt nạ tinh bột nghệ, chúng ta cần phải chuẩn bị những nguyên liệu sau. Một là tinh bột nghệ. Chúng ta cần phải lựa chọn những tinh bột nghệ có màu vàng tươi và đặc biệt là không bị vón cục. Tiếp theo là mật ong nguyên chất. Mật ong nguyên chất. Khi lựa chọn mật ong, chúng ta sẽ lựa chọn những mật ong còn mới và thơm ngon, không có bị lắng cặn của đường. Ngoài ra, chúng ta còn chuẩn bị thêm một chai nước hoa hồng. Ngoài những nguyên liệu chính đó ra, chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một số vật dụng như bát, thìa canh và thìa súp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu và vật dụng trên, chúng ta cùng nhau tiến hành thực hiện nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái bát và hai thìa súp tinh bột nghệ. Sau khi đã lấy được lượng tinh bột nghệ như này, chúng ta sẽ thêm vào đó là 2 thìa canh mật ong. Sau khi cho mật ong và tinh bột nghệ, chúng ta quấy đều lên. Chúng ta quấy đều cho bao giờ tinh bột nghệ
và mật ong trở thành một hỗn hợp. Chúng ta quấy thật đều. Đều và mạnh tay một chút để cho tinh bột nghệ và mật ong có thể hòa quyện vào nhau và trở thành một hỗn hợp kết dính như này. Vậy là chúng ta đã thu được mặt lạ, tinh bột nghệ và mật ong. Trước khi đắp mặt lạ, tinh bột nghệ và mật ong lên da, chúng ta sẽ sử dụng nước hoa hồng để vệ sinh làn da của chúng ta. Ta sẽ sử dụng chai nước hoa hồng này để vệ sinh làn da chúng ta. Sau khi vệ sinh làn da bằng dung dịch nước hoa hồng rồi, chúng ta sẽ thoa đều hỗn hợp vừa pha được lên làn da của chúng ta. Sau đó sẽ mát xoa theo chiều kim đồng hồ trong vòng khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó, chúng ta rửa sạch mặt bằng nước ấm và dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau khô da mặt. Bạn nên đắp mặt lạ, tinh bột nghệ, mật ong từ 2 đến 3 lần trên một tuần để có được một làn da mềm mịn, sáng bóng và sạch mụn. Các bạn thân mến, vừa rồi kênh Làm Đẹp Tại Nhà đã chia sẻ cho các bạn cách trộn và đắp mặt lạ từ tinh bột nghệ, mật ong nguyên chất rất đơn giản và hiệu quả. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ hữu ích cho các bạn trong việc làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tôi ngày hôm nay. Nếu thấy hay, hữu ích, các bạn hãy vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên comment trải nghiệm của mình ở dưới video nhé. Cuối cùng, xin kính chúc các bạn một sức khỏe dồi dào và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.